mình làm không nổi phải ráng làm. Dạ làm nổi. Chờ đó. Ai cho mình hết, người ta nghĩ, người ta thương tâm, người ta cho chứ đừng xin sổ người ta mệt lắm chú ơi. Đây bắn trái thôi. Dạ. Mình phải có lòng tự trọng của mình chứ đợi người ta cho mình dạ bà đợi. Thôi bắn. Con cho bà gửi trái nữa đi con. Gửi thêm trái nữa. Dạ kệ mình bán. 84 trái luôn. Dạ là 20 trái. Có, chú cho bà gái trời sao cho bà được mạnh khỏe mà để xe này nuôi mẹ thôi. Chứ bà không mong xin ai. Cảm ơn chú. Dạ. Bà còn bà mẹ già. Mẹ già năm nay nhiêu rồi? Dạ mẹ già năm nay là 105 rồi. Ồ 105 rồi. Dạ. Còn bà năm nay nhiêu? Năm nay bà 83 rồi. 83 còn mẹ già. Cái trời mất thì gọng trái đây đu đủ từ Cần Đước đem lên cho bà 20 ngàn thôi mà trái đu đủ bự vậy đó nhớ dạy bà bán bao nhiêu ký bán lỗ cho con để con mở đây ấy là bán bao nhiêu ký ví dụ nhờ bà đây trái này 28 đồng bà bán con 20 rồi rồi con 8 ngàn cái lỗ sao anh mua hả con mở hàng trời để nó mở hàng sao vậy sao bán rẻ vậy nhưng mà bà bán bao nhiêu ký bà lên bà gặp cái con nhỏ đó là cái này bà bán trái thôi bán trái hả đúng đúng vườn à đúng đủ vườn bán trái thôi ừ, dạ lời ví dụ như một trái này là bao nhiêu 28 đồng 28 ngàn một trái ờ mà bà bán cho con vậy cho con cho ngoại 52 trái này thôi rồi à cho lắm ha ba ví dụ như đúng đủ con à lá trái đủ kia ba lấy trái chín hay trái không chín chú ăn liền luôn đó bà ngoại tuốt ở dưới Long An lên bán trời dạ, đi bằng ghe lên dạ. Rồi bỏ dưới chiếc xe này cho bà vợ để bà lấy cái lon bỏ Cần Đước Long An dạ. Từ Cần Đước Long An là bà lấy chú mình làm không nổi phải ráng làm dạ làm không nổi chờ ai cho mình hết người ta nghĩ người ta thương tâm người ta cho chứ đừng xin sổ người ta mệt lắm chú ơi đây bắn trái thôi dạ. Đặc biệt ghê bán trái hả chứ không có ký xin sổ người ta mất công người ta nói bà đó bảo làm người ta đi xin tiền đó mình phải có lòng tự trọng nhé nè con ơi con ngon quá ngon ha chín cây không à đủ đủ dưới Cần Đước đem lên dạ. Con cho bà 80 mình phải có lòng tự trọng của mình chứ đợi người ta cho mình dạ bà đợi thôi bằng con cho bà gửi trái nữa đi con gửi thêm trái nữa dạ kệ mình bán 84 trái luôn dạ là 20 trái có, chú cho bà gái trời sao cho bà được mạnh khỏe mà để xe này nuôi mẹ thôi chứ bà không mong xin ai cảm ơn chú dạ, bà còn bà mẹ già mẹ già năm nay nhiêu rồi dạ mẹ già năm nay là 105 rồi ồ 105 rồi dạ. Còn bà năm nay nhiêu năm nay bà 83 rồi 83 còn mẹ già dạ. bốn trái bà 100 ngàn là 25 ngàn trái dạ, nhưng mà con thấy trái tôi đủ bự lắm dạ. Wow. Vậy bà đậu ghe ở đâu mà đem lên đây bán? Ghe đậu quận 7 à, đậu quận 7 rồi đem vô đây dạ. Nhưng mà còn có mấy trái à? Còn mấy trái nữa bà đợi khi bà bán rồi bà. Nhưng mấy giờ bà đi bán? Dạ bà lên tới đây 2:30 sáng dạ. Cho rồi đi bán trong ngày cái rồi ghe về hay có, sao? Bán chút xíu nữa hết rồi ghe về có gian về vậy đó à, cái ghe đó của bà luôn? Ghe đó của người ta à, của người ta rồi bà đi theo thôi. Đi theo rồi, đi theo chắc đủ lên bán à. Chắc một giỏ mình lên mình chiếc cho mình bán dạ nhưng con ơi nhưng bán rẻ quá vậy sao dạ. Có lợi bán rẻ cho nó hết đi để kệ chúng chút đỉnh về nuôi bà già thôi rồi dạ không có mong gì hết đó bà chỉ mong cho có sức khỏe để làm bà bán cố định ở điểm này không không bà cứ lên giờ này bà dựa đây à cứ khoảng 8 giờ là dựa ra chỗ đây chỗ bà hạt ha cái là bán hết rồi bữa nào bởi vì biết con biết con cái địa điểm này không, đúng đúng biết biết sao biết không bà bữa nào cũng không biết là con ghé con mua nữa hiểu không trong gì cái đủ vườn chánh cống à đủ đủ vườn chánh cống mà bán có 20-25 ngàn trái à đủ đủ vườn chánh cống đã đâu bà ngon không đó đã luôn đó bỏ vô cái bao con luôn đi ba trái đi lâu lâu con gặp thôi sao nhiều vậy bà bán rẻ quá mà bà cứ dạy không được con lấy cho ba trái đi thôi thôi được bỏ vô đi bỏ vô bao ôi cái bao này đựng hết hai trái là nó nhiều lắm đâu bà ơi trời ơi bà nhiệt tình cái bao ra con mở giùm bà đủ đây 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 con kéo cái bao rồi cái chuyện con về con cho mỗi người ăn trái người ta mơ người mốt biết người ta biết rồi mơ mốt con quảng cáo à
Đây này cái xe cái rồi đi con máy cái bị đó là gì vậy ba? Bị áo lạnh, áo mưa. Áo lạnh áo mưa trời. Để đem theo rủ có mưa thì bận mà lạnh thì bận vô vậy. Không trừ. Bà năm nay là 8 mấy rồi? 83 rồi mà vẫn còn đi bán già hay vậy? Đi à, bà có con cái gì không? Dạ bà còn có bà già, xong bà nói con nghe. Mình còn sức khỏe mình ráng mình làm. Dạ. Chừng nào làm không nổi thì lết. Chứ đừng có xin xỏ. Mình xin mất công người ta nói bà đó bà già, bà làm biếng bà không chịu làm. Dạ. Mình làm vậy người ta thấy thương tự động người ta cho. Dạ. Đúng không con? Bà nói con về con suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Đừng có mong người ta cho mình, người ta thấy mình ta thương hại người ta cho. Còn không cho thôi mình đừng có xin. Vậy dạ. Hả? Bà vừa vô cái cây mà ngày nào bà cũng đi bán hay sao? Dạ ngày nào bà cũng lên bà giữa cây này nè. À ngày con nào cũng lên giữa cây. Khoảng giờ này là con thấy bà. À cái khoảng giờ này là bà bán bà rồi. Đi nha. Bây giờ. Ôi vừa sáng bây giờ đi hả? Dạ bà đi liền. Bà lên đây bà bán thế nữa bà nghỉ bà ngồi bà ăn miếng cơm bà đói bụng rồi. Dạ. Ôi. Giờ bà đi. Bà đi giờ không? Chà con một xíu, chà con một xíu là bởi vì biết sao? Con gửi tiền cái đã, gửi tiền đủ đủ rồi. Cơm bà lại đẳng mà ngồi ăn mấy ngày chưa ăn gì đó. Dạ. Từ đường Bà Hạc thì mình theo bà qua đường Diệu La, phường 8 quận 10 để mình coi thử quán hành trình như thế nào, đi xe đi xuống bên kia siêu bẹt 83 tuổi ai người ta cho cơm ăn này. Tình cờ đi gặp ba. Con đi đâu đây chi vậy? Con đi đâu đây chi vậy? Tình cờ đi gặp ba. Vậy là nhà bà đang đây? Đâu đây. À, vậy hả? Vậy thì bà đó bây giờ đâu phải ở Long An nữa. Dạ không, bây giờ bữa nay mình về đây. Chừng nào mình về dưới. Ủa sao hồi sáng con mua cái mấy trái đu đủ đâu hết rồi? Hả? Mấy đây chứ đâu? Trời đất quỷ thần, bữa nay trời bà không đủ quá. Bà không sao? Đủ quá. Ăn được quá, hay bữa nay bán được ha? À, người ta hỏi mua nữa hết trơn. À nghe chỗ chợ đó đúng không? Hết trơn rồi, con cứ không mua. Mua 500 ngàn đó không có. Hả? Mua 500 ngàn đó không
có với cái cô Phi Phụng á. À Phi Phụng á hả? Phi Phụng. Còn đó. À Phi Phụng. Mua thêm 1 triệu nữa cũng không có hết. Mua thêm 1 triệu nữa. Ờ. Ừ, bữa nay bà bán nhanh quá. Trời. Cái gì mừng với quả. Mừng với quả gì? Quần quá. Dạ. Mừng quá. Bữa nay bán về sớm luôn. Nè nó bị tai biến. Gì hả? Ờ dạ. Nó bị tai biến giờ nó ngồi chỗ nè. Dạ. Nhưng giờ đi không được. Mà bị phân nửa người làm phân nửa được, đi bình thường còn thôi. Đi không được. Đi được nhưng một nửa bị liệt nữa. Giờ đi được đi. Dạ. Đâu có con vô ra con mới biết ảnh chứ. Dạ. Tại thấy bà bán được quá. Mừng. Ủa con có quen với anh này không? Dạ không, con đâu quen đâu. Để cho lá một xíu coi là con chạy qua đây chứ. À. Để ngang qua đây nè. Dạ. Rồi dẫn chào bà nha. Dạ, chào bà. Dạ, chào cô ạ. Chị nói được không? Được. À, dạ, không đi được ha. Không quên vậy nè. Không được. Nhưng mà đi phải có gậy. À, đi tập miết nó lại lần đó. Ồ. Nó chuyện không nghe được luôn, từ từ nó được á. Trời. Vậy đó ha. Ừ. Ủa, mà sao mà đồ mà chắc dữ vậy vậy? Ồ, để vậy nó hơn. ở nhà đây là mấy người hả chị? Mình quá hả? À vậy hả? Vậy đây ở tập thể. Ủa chạy chỗ này được thuê hay sao? À dạ bà, dạ. À vậy hả? Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ con chào gì? Dạ, bye bye bà. Bye bye con nha. Dạ. Chúc bà bán bữa sau bán nhanh nha. Ờ, bữa nay nếu bà gặp con lợi bà lấy chỗ này mà bán được 250.